Gió đông nệm buốt đầu mùa, mới mua đi rẻ, ghé vào shop em. Anh em cần muốn đi ngọc dầu online, giá rẻ, nạp thẻ hoàn toàn tự động, không có chiết khấu. Anh em hãy đến với shop 7sao.com nha. Có đầy đủ các loại nick để dành cho anh em tha hồ lựa chọn tại trên shop 7sao.com nha anh em. Ok, và đây là nick của anh em nhá. Video trước lại được 200 like rồi ấy, nên là video này mình lại tặng nick cho các bạn nhá. Nhớ nhá, các bạn nhớ like video này để được 200 like, video sau mình lại tặng nick nhá. Mật khẩu các bạn dò những video trước thôi, 0000 đến 0020 nhá. Hai số cuối này các bạn từ dò từ 0 đến 20 giúp mình nhá. Bởi vì là để cho các bạn vào sau có cơ hội nhận được nên là mình phải làm như thế này nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, hello, chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhá. Và mình vẫn là BC Gaming đây anh em. Thì ngày hôm nay ấy, thì mình mới... Nói chung là nick này ấy, thì mình đã quay clip rất nhiều trên kênh của mình rồi. Nhưng mà hôm nay ấy, thằng bạn mình ấy, nó mới đầu tư thêm anh em ạ. Nên là mình sẽ quay vào cái nick này cho anh em xem về thằng bạn của mình, Rickit anh em nhá. Không có gì ngoài tiền luôn. Thế khi thằng bạn mình có nhiều quá nhiều tiền thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề là không biết làm gì với tiền luôn anh em ạ. Nên là ok, hôm nay thằng bạn mình đã đầu tư một set né đòn anh em ạ. Đầu tư một set né đòn nha. Mà đồ ấy, đây cho anh em xem. Nick này là nick TD step 2m3 nhá. 15 triệu sức mạnh này, siêu cấp 1 đi được cả siêu cấp 2 luôn. Mình vô địch cả siêu cấp 2 luôn. Đó. Đây. Nếu mà nick này mà đi cho đi siêu cấp 3 cũng vô địch được ấy. Đây, đồ thì vẫn đang đủ. Đây cái quần này, với đâu rồi nhỉ? Có cái quần cái áo mà. Đây. Món này đã né này. Với cả cái áo nữa. Đây, áo 4 sao nữa. Nói chung là những cái món này ấy, thì thằng bạn mình ý. Những cái món này thằng bạn mình nó đều ấy cả. Ôi, mất cái nối này. Giờ chắc thằng bạn mình nó vào sao. Nó bị ấy anh em ạ. Thôi đợi mình chút để mình nhắn tin cho bạn mình nhá. Ông Zo TD server 2 F3 à. Tôi đang clip. Đó, thì ok vào luôn. Không à, thằng bạn mình nó vào chắc thế. Ok, vào đây rồi. Nói chung là tất cả những cái món đồ này ấy, thì là đều thằng bạn mình tự đập nha anh em. Bỏ vàng ra. Bỏ vàng ra để đập anh em ạ. Tự nhiên có người vào anh em ạ. Có người vào nhà mình nên là mình phân tâm quá. Tự nhiên từ nãy giờ cứ nói liên thoan liên thuyên ấy. Ok, ở đây thì có một cái quần né 12%, 6 sao nhá. Cái quần này thì như là bạn mình bỏ ra đâu đó vào khoảng 10 tỷ thì phải. Mèo. Bỏ ra đâu đó khoảng 10 tỷ thì mới đập được cái quần này nhá. Lúc đấy bạn mình cũng có đăng clip thì mình không có xem. Nhưng mà thấy khoảng là 10 tỷ thì được cái quần này với cả cái giày, với cả cái găng hay là cái áo á. Đây, ba món, được ba món né anh em ạ. Lúc đấy thì thằng bạn mình có 20 viên một sao, bây giờ còn 7 viên thôi. Đó, thì là ép mất 13 viên rồi. 13 viên rồi. 13 viên một sao anh em ạ. Vãi là nồi thật. Ok, nick khá là VIP luôn á. Nhưng mà chẳng biết thằng bạn mình nó cho tiền vào cái này để làm gì nữa nhở. Rất là đồi thật. Đây. Món này. Toàn là né đòn không hả? Né đòn này được cái gì không anh em? Né đòn này có được cái gì không? Không biết là nó được cái gì không mà... Chẳng hiểu anh em ạ. Rất là đồi thật. Chắc là bạn mình có thừa tiền quá nên chẳng biết tiêu một cái gì nên là nó phá tiền anh em à. Nói chung là kệ đi. Ok, bây giờ mình sẽ mang thử cái set né đòn này đi luôn. Ok, mình không ăn cuồng nộ đâu, bởi vì là đây có cuồng nộ rồi nhưng mà hiện tại sức đánh gốc của mình là 500 rồi nên là mình không ăn đâu. Nên là mọi người đừng có chửi mình nha. Nhiều anh em cứ chửi mình bảo là tại sao mày không ăn cuồng nộ vào các kiểu. Nhưng mà thực ra là ăn vào nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả. Thế là mình không ăn. Ơ, ngọc rồng bây giờ cũng lại không nhận được ngọc rồng của người khác nữa. À, nó choáng mình rồi. Ok, ăn cái bổ huyết thôi. Thôi, bổ huyết đâu. Mày chết này. Mày. Ấy, thằng nào mách bên cạnh này nó khỏe quá mà mình không để ý này. Đây. Pèo. Úi, không bấn khiên được anh em ạ. Mình kiểu PK nó hơi bị ngáo ấy, nên anh em thông cảm nhé. Ôi, thằng này nó cầm mất.
Mày này thằng nào đấy? Thằng nào vừa giết tao? Thằng này đúng không? Đắc kiếm chưa? Thằng này chết này. Thằng này chết này. Thằng này trái đất này. Thằng này trái đất. Giết thằng này trái đất anh em ạ. Không thì nó choáng mình ấy. Choáng tao đi. Đấy. Nhưng mà không sao. Bởi vì mình đang có khiên mà. Với cả bây giờ mình hết lắp xe rồi đúng không? Kiểu ấn đây nó khó quá anh em ạ. Mình ấn bằng bằng bàn phím ấy nó khá là khó. Di chuyển tay nhân vật nó khá là khó luôn. Thì còn 17 giây nữa thì mới hết kiên cơ nên không sao. Mày này. Mày này. Mày. Mày này. Mày. Bố mày sợ mày con. 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 Mày này. Ai có đồ bỏ này. Trời hết anh em ạ, không sợ nào hết. Má, khô máu luôn. Khô máu luôn. Không được rồi. Má. Mẹ. Mà cái né đòn này chẳng ăn thua gì cả anh em ạ. Không ăn thua, mình thấy không ăn thua lắm. Từ Nhật đã. Nhật cọc rồng này. Nó không ấn được vào cọc rồng ấy. Cái viên muốn sao thấy như là một nó ách cái được con này. Kiểu như là nó bị lag ấy. Ok, mình đứng ở đây nha, mình đứng ở chỗ này. Đó, mình đứng ở đây mở khiên lên. Chạy long nhau để xin viên ớt. Đéo viên này. À đủ. À quên, chưa sâu đệ tử cho anh em xem, đệ tử đây. Như anh em nào mà mới xem kênh của mình thì anh em có thể xem nhá, chiêm ngưỡng nhá. Con đệ tử vẫn đang đeo một set cả 6 sao mà cả 7 sao luôn anh em ạ. Set đồ này hình như là bạn mình nó đang cho mượn rồi sao ạ? Có thêm mấy món 7 sao nữa cơ. Hình như là thế, mình dự đoán là thế anh em ạ. Nhưng mà skin mình thấy khá là cùi. Nick này ấy, tự nhiên ra đẻ trứng, ra khỉ thì ngon biết mấy. Để úp lên 60 tỷ. Các bạn mình cũng đang định úp lên 60 tỷ rồi nhưng mà mình chưa thấy nó úp. Mình cứ tính trung bình ra một món 6 sao là bao nhiêu tiền anh em. Mà một viên ngọc rồng 1 sao cứ tính đi, mình cứ tính giá nhập của mình là 150.000 một định một viên 1 sao. Mà nó mất 13 viên đúng không? 13 viên tính ra là 13 nhân với cả 150 đi. Là mất 2 triệu. Mất 2 triệu tiền 2 triệu tiền ấy đấy. Mất 2 triệu tiền độc ép thôi. Độc ép rồi đấy. Đây này. Độc ép sao này thôi này. Là mất 2 triệu rồi. Đó. Rất là nồi thật. Điều hiểu kiểu gì luôn. Điều hiểu kiểu gì luôn. Thôi. Thì nói chung là sau clip mình sẽ tập tới đây nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, đăng ký kênh, bấm nút chuông bên cạnh nút đăng ký để giúp mình lên 9k sắp nhá. Hiện tại thì cũng gần lên 9k sắp rồi anh em ơi. Nên hiện tại bây giờ đang sắp hiện tại bây giờ lúc mà mình đang làm video là 8.871 người đăng ký rồi. Nên anh em chưa đăng ký thì đăng ký nhá. Và anh em chưa like thì like video này luôn. Đừng xem chùa nha. Ok, bye anh em.